Cựu Tổng thống Sarkozy bị chính thức đặt trong tình trạng bị điều tra, tin từ Paris. Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã bị chính thức đặt trong tình trạng điều tra sau khi các nhà công tố thẩm vấn trong ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên một cựu Tổng thống bị cảnh sát tư pháp thẩm vấn trong lịch sử hiện đại của Pháp. Các nhà điều tra thẩm vấn Tổng thống Sarkozy tại một văn phòng ở Nanterre, nằm phía tây thủ đô của Paris. Cựu Tổng thống Pháp bị điều tra từ tháng 2 về việc ông ta đã dùng ảnh hưởng để ngăn chặn các cuộc điều tra về tiết lộ nhà độc tài Muammar Gaddafi của Libya đã tài trợ cho ông ta trong cuộc vận động tranh cử năm 2007. Bị điều tra không có nghĩa là sẽ bị đưa ra tòa, nhưng các cuộc điều tra có thể làm cho ông Sarkozy không còn hy vọng sẽ tái tranh cử và làm Tổng thống Pháp trở lại. Hiện đang có 6 vụ điều tra có liên hệ với ông Sarkozy. Ông Sarkozy đã bị cảnh sát tư pháp thẩm vấn và giam giữ 15 tiếng đồng hồ trước khi đưa đến một tòa án Paris và được trả tự do vào lúc nửa đêm hôm qua. Báo chí Pháp sáng nay đều tập trung vào việc cựu Tổng thống Sarkozy bị thẩm vấn và bị điều tra. Thủ tướng Manuel Valls diễn tả trên đài PFM TV rằng đây là sự vi phạm nghiêm trọng, nhưng hệ thống tư pháp cần phải tôn trọng các nguyên tắc độc lập. Không ai có thể đứng trên pháp luật, nhưng một người bị nghi ngờ phải được coi là vô tội cho đến khi được xét xử. Bà Augriro là một người dân Paris nói rằng bà ta không ngạc nhiên trước tin tức vì hệ thống chính trị của Pháp đã từ lâu đã bị tham nhũng. Tổng thống Sarkozy đã về hưu sau khi thất bại trong cuộc chạy đua với ông François Hollande năm 2012. Những người ủng hộ đang muốn ông Sarkozy ra tái tranh cử vào năm 2017. Nếu tòa phán có tội, cựu Tổng thống Sarkozy có thể bị tuyên án 5 năm tù, bị phạt 500.000 euros.